do fan yêu cầu hơi bị nhiều. Mình sẽ cho các bạn coi tối thứ sáu mình sẽ đi chơi như thế nào. Thấy thèm lẩu quá nên quyết định đi ăn lẩu gà lá é. Quán này tên là A7, nằm ở quận 3. Có thể nói là mối ruột của tôi. Không gian quán thì khá là thoải mái, ấm cúng. Có mở nhạc chiêu chiêu. Đây ăn rau là chỉ có lá é đúng nghĩa thôi, lẩu gà lá é mà. Lật lật cái này cũng vui lắm á, trước khi chờ lẩu ra. Giá cả thì rất là phải chăng, phần lẩu hai người chỉ có 200.000 thôi. Khúc này tôi xin được quay để cho có lên hình một xíu. Quay người ta thì được chứ mình bị quay là ngại lắm. Người ta nói là được rồi, đừng có quay nữa. Quay hoài không có chịu ngưng luôn á. Quán này có cái nước chấm lạ lắm. Muối tiêu người ta giả chung với cái rau lá é này nè, sau đó nặng hạnh vô, nó tạo nên một cái hỗn hợp xanh xanh rất là ngon. Chấm gà thì cực kỳ hợp luôn. Nước lẩu thì nấu rất là trong. Đây chính là cái dĩa muối này nè. Ăn hết dĩa bún là bao no luôn. Xong rồi mình sẽ chạy qua quận Phú Nhuận đi mua trà nhãn ở cái quán Dính Phút này nè. Cỡ này rất là nổi. Một ly chỉ có 25.000. Mình uống, mình đếm một ly 25.000 là được tới 16 trái nhãn rồi. Ở bên quận Phú Nhuận, đường Hoa Sữa. Hay gì? Bao nhiêu một ly? 25.000 à, mình nhãn nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, share, subscribe.